Sao tụi con không trả lời mà sao nghe tiếng bị sủa không vậy trời? Dạ chào chú, con là hiệp sĩ đến từ chương trình ước mơ của em. Chú biết chú là ai không? Chú là hiệp sĩ đến từ chương trình ước mơ của em, con là ai? Đỗ Minh Quân. Con Đỗ Minh Quân. Con Đỗ Hồng Nhật Anh. Ngày hôm nay chú sẽ giúp cho hai con thực hiện ước mơ. Đó là mình học múa lân rồi mình làm ông địa hả? Múa trong múa lân và ông địa. À rồi, vậy con muốn làm con lân đúng không? Dạ, hồi xưa lại con muốn chơi lân mà con còn nhát. Sợ ông địa. Mình thích lân, sợ ông địa. Mình thấy lân múa hay đẹp nữa. Chị thích làm lân, con thích là ông địa. Đúng rồi, con gái rồi, con gái thích làm. Ây da, đây, ông địa đây. Ông địa phải có cái bụng như vậy nè. Con có biết muốn ông địa thường hay làm gì không? Quàng. Ông quàng sao? Thử làm thôi. Giờ quyết định sẽ làm cái đầu lân đúng không? Dạ. Con có bao giờ làm đầu lân chưa? Dạ chưa. Chúc mừng con, chú chưa làm luôn. Đây, đây có phải là đầu lân không? Đó. Con nói chú nghe coi đầu lân có gì nè. Đầu lân mắt cơ không mắt? Mắt. Xung quanh mắt nó có gì? Mấy đường viền. Đường viền. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái gì có thể làm được đầu lân ở trong nhà này. Dạ. Giấy màu, thùng cắt tông, bút chì màu, hồi, kéo, chì. Rồi đây coi. Đó, đầu lân về còn đây cái miệng. Mắt, nhẹ. Bên trong rõ rõ. Cái mũi đâu? Bên trong. Rồi cái mũi đây. Đó. Ba mũi. Ba mũi. Rồi bên trong thấy ngoài không? Thấy. Số mấy? Số 2. Số 3. Thấy rồi, thấy rồi. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí con mắt đi. Thật ra mũi mặt á. Đúng, hơi giống rồi đó. Rồi. Ho ho. Vô đi cái miệng kìa. Bây giờ chúng ta đã có được cái đầu con lân. Thôi cho nó làm con lân đi ha. Giờ con không muốn lân đúng không? Giờ con muốn làm đầu lân đúng không? Ừ. Đi xin phép ba mẹ đi. Rồi đi với chú. Này con đi học với lân. Tới chiều con mới về nội, chân đi với nội. Rồi hai con đi ngoan nha. Con đã bao giờ có một cái đầu lân thật sự chưa? Hồi nhỏ là được cầm nhưng mà tại vì không cho chơi nên để chân vậy thôi. À để chân vậy thôi hả? Rồi con biết thường là múa lân người ta có cái gì nữa không? Trống. Cái trống. Giờ chú á quyết định cho con sẽ dẫn con đến một cái nơi mà rất nhiều đầu lân. Dạ. Rất nhiều người múa lân. Dạ. Nghe tiếng gì chưa? Đó là tiếng gì biết không? Trống. Rồi. Con đánh trống được giống vậy không? Dạ, em chào anh. Em chào chú. Dạ chú. Con tới đây để muốn thực hiện ước mơ. Làm gì? Làm múa lân. Đây là cái đầu lân mà không tưởng tượng ra. Con học múa lân để nốt con diễn, con nhảy với cái bọn nhỏ xem. Làm đầu lân này mất bao nhiêu tiền? Cái đầu lân này thông thường là nếu mà trong nghề á thì mất khoảng tầm là từ một tuần đó mình được học. Bây giờ cái đầu lân này là coi như là không được rồi phải không? Ừ, còn chứ tôi học làm là chắc lâu lắm mà. Dạ. Là... kìa, rồi thử rồi nè, đó. Đó. Rồi, bây giờ Quân con thử cầm cái đầu lân coi. Hả? Đây nè. Coi Na làm nè. Trời đất ơi, con trai mà. Cái nặng. Nặng hả? Cái đầu lân con muốn làm cự cỡ này không hay là nhỏ hơn? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn đúng không? Dạ. Chứ sao mấy hai cái đầu này khác nhau với lại mấy cái đầu lân khác? Mấy cái đầu này là đầu sư tử. À, đầu sư tử. Phải thắc mắc. Cái đầu bằng là bằng gì chứ? Mấy cái râu thì như thông thường là những cái lông như thế này nè. Dạ. Là gọi là cái lông cừu. Và
mình múa thì nó sẽ sống. Ồ. Không mày chắc không giỡn mà. Đâu. Cái này là giấy chứ không phải lông. Bây giờ là chú giúp tụi con tìm hiểu một cái con lưng ha. Ừ. Thì cái trán, rồi tiếp theo là mắt và mũi và miệng, sừng. Con giới thiệu đi, đâu là trán, đâu là mũi, đâu là mắt à? Đây là trán, đây là hai con mắt, và đây cái mũi, đây là lông. Ừ, đó, đâu là miệng? Dạ, đây là miệng và mấy cái đầu. Hay giờ bây giờ mình muốn làm một con lưng á, thì trước hết là mình phải đóng một cái sườn như thế. Mình sẽ dùng những cái mây như thế. Cái mây này là ba, mây 3 liên 8. Cái này là cái miệng. Mình chỉ kết hợp là dây kẽm. Kẽm. Và cái này là gọi là cây trúc. Chú ơi, sao mà có một con mắt mà nó chớp chớp được chứ? Cái này là cái khuôn mắt của con lưng thôi. Đó, rồi sau đó là mình mới kết hợp từng cọng kẽm như thế này. Trước khi đi qua cái khâu trang trí thì sẽ đi qua một khâu kẽm. Cái này thời gian lâu lắm. Bây giờ là tụi con sẽ chỉ học được cái cơ bản của cái bước. Đúng rồi, cơ bản thôi. Chóng mặt rồi phải không? Rồi con vô đây, cái tay nào mạnh nhất là mình sẽ cầm cái cây. Thì cái lưng của mình là khép như thế này, cái đầu như thế này. Đó. Lúc mà múa thì đẩy xuống, lên. Lúc mà mình đẩy lên á, 1, 2, 3, 4 qua lại á, 5 vô giữa, 1 đẩy lên, 2, 3, 4 bên phải, 5 vô giữa, 6 xuống, 1 bên trái, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xuống. Ai chú ơi? Sao? Sợ chưa? Đó, con kia anh đợi con luôn kìa. Rồi. Rồi, đuôi chuẩn bị chưa? Bây giờ sẽ là màn trình diễn múa lân của bạn Quân. Lên. 1 2 3 4 5 giữa 6 xuống 7 8. Rồi, sao con lân này có vẻ buồn ngủ ta? Chân này hơi mệt không? Chớp chớp mắt nữa coi. Vừa quạt thôi. Đau quá, nặng quá. Rồi, chú cứu cho. Bây giờ là tại vì con cầm cái đầu với lại đuôi cái đó nó nặng quá. Thì bây giờ chú tặng cho con một cái đầu này. Ha, nó nhỏ. Rồi, cảm ơn con ha. Có ông đĩa, có lân, có trống. Đây. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Đây. Rồi giới thiệu với các con, đây là hai bạn Minh Quân và Nhật Anh. Ngày hôm nay sẽ biểu diễn múa lân cho chúng ta xem. Vỗ tay với con nào. Rồi bây giờ chúng sẽ có nhiệm vụ đánh trống nha. Bắt đầu.